Đây là quy định của giáo hội Hà Nội. Đây không để chống lại tăng đoàn nhá. Bác như thế là bác đang chống lại cả tăng đoàn. Bác đang cãi các từ quả, các vị trưởng anh nói bác cãi các chẳng cái tư cách bác ở đâu. Nguyên nhân tiểu mà để thay ý kiến lên là mình bị trách nhiệm lỗi của người tiểu. Không phải, bây giờ con đang nói cái gì cãi qua mình. Nào, quy định của giáo hội Hà Nội đã có nghị quyết riêng như vậy rồi. Tạo phần là từ bi, thân từ bi. Bác nói như thế là bác coi tất cả các hoàng tử thượng tọa ở lãnh đạo giáo hội phải làm của Hà Nội này sai hết à? Con phạm luật gì? Con phạm tội gì? Phạm tội là gì? Bất kính với thầy. Bất kính, con muốn làm gì bất kính với thầy? Không làm gì, tại sao người thầy người ta lại phải làm đơn để yêu cầu giáo hội cho anh chị? Thế bây giờ thầy con đi vu khống con là ăn trộm tiền của chùa thì con là bất kính ư? Làm gì thế này là bất kính rồi đấy. Thì là con là bất kính chứ thế. Con nói này, em nói là nhẫn. Nhẫn thì 15 năm qua không có một người nào có thể nhẫn như thế. Bây giờ thầy bảo con là nhẫn. Con đã gặp thầy ở Hoàng Mai. Cháu ơi, cháu là nhẫn rồi. Nếu cháu không nhẫn, nếu không chỉ các hội nghị nha, cháu không được nói nữa, cháu im đi thì cháu không tôi nói thì bác còn ra giảng ngay muốn chi người thể nhằm mình thì bác cũng sự thế nào. Chưa biết các cụ cái này nếu cô này nói tôi sẽ ra hội nghị đây mà lại còn thầy nó nói đây là những quy định của Phật giáo mà cháu sạc cùng chúng có nghị quyết là hoàn nha. Bác không thể chống lại cả nghị quyết của giáo hội Phật giáo rồi rồi. Cháu sạc quá rồi. Con được đưa một phần ông kể để giảng nói tôi phải chơi luyện họ nha. Ở đâu Phật giáo của Hà Nội nó có đặc thù riêng của Hà Nội. Cháu biết cháu làm việc không phải là cháu làm việc, cháu đề nghị cháu lên thành phố thường trực thành phố giáo Hà Nội mùng 4 này họp thường trực đây đề nghị cháu lên thường trực nhá. Cháu chất vấn những câu này cho trưởng ban trị sự Phật giáo Hà Nội giải thích cho cháu nhá. Đấy là thầy nói rõ thôi, thầy còn nếu mà cháu không ngoan cháu mà ngoan thì cháu cứ để đây rồi thì cháu đi đến với các thầy cháu nói đầu đuôi. Thầy đề nghị cháu lên nhà thầy cháu không lên cháu nói Phật giáo ở đâu trước và con không, cháu đã lên thầy đâu mấy năm nay rồi mà cháu không nghe. Hôm nay là thấy nhưng hôm nay thầy mới biết cháu đấy, cháu thầy nên xưa nay thầy cứ thương cháu quá đấy, nhưng bây giờ hôm nay thì thầy không thương nữa đâu. Hôm nay thế này là thầy biết cháu rồi. Trong đây thầy thương lắm, thầy bảo vệ lắm. Xin phép thầy chủ trì mới để xin phép hội nghị. Bây giờ cũng 11:30 rồi, cô sao lại còn nhân còn ngã cứ đòi cái căn cứ nhỉ? Bác đòi để chất vấn cả bác quà lớn cái lại nữa rồi. Xin phép như này, hôm nay tôi đã xin phép nói là tôi nói rồi. Hôm nay tất cả các cụ các ông trong đoàn thể hết sức trách nhiệm với làng chúng tôi thì mới lại được đón các thầy về đây dự hội nghị. Thế thì bây giờ theo tôi này, đấy như nãy nó rất nhiều cái là chúng tôi nói rất nhỏ, nhưng mà nhiều khi là bên này nói đi nó chưa đúng, bên này nói lại nó lại thành lệch. Thành ra theo tôi đề nghị là tôi hôm nay đề nghị là có thức sẽ kết thúc hội nghị ở đây. Vâng, bây giờ nếu ta mà cứ thế này mãi xin lỗi đến cả buổi chiều này, không tại ba được có hai được một chết được đấy. Còn ở đây á, tôi xin phép như này, tôi vẫn nói từ đầu này, dù là bố hay mẹ hay ông bà hay là dù cấp trên, nhưng nói nó phải thật chuẩn xác. Đã nói các cụ nói là nói phải cụ cải là cái loại vô tri vô giác còn phải nghe được, nhưng mà ta nói chưa đúng cái thì nó sẽ bật ra cái này cái khác thì nó sinh ra nhiều chuyện. Thế ở đây theo tôi xin dừng lại ở đây, còn cái việc nội bộ và các thầy và các sư thì sau này sẽ nói gì khác. Thế còn ở đây đấy, tại sao nói là có các cái, tôi nói thẳng định là có cái chưa đúng. Thành ra bác Minh cũng có thể bức xúc bực lại. Thành ra ông như thế này thì bác theo tôi là thôi, để góp ý ở việc khác. Thế còn ở đây tôi xin phép hội nghị như này này. Hôm nay là các vị ở trên quận cũng như thành phố về góp ý, nhất là sư chủ trì, làm sao từ giờ đi không có cái hội nghị này nữa. Nhưng tôi tin chắc không sẽ. Cái đầu này là tôi cảm nhận không được đâu. Vì 7 lần rồi, hôm nay hội nghị 7 lần rồi mà vẫn cứ thế này. Trên hôm lọ chúng tôi góp ý với chính quyền địa phương ấy, làm sao cũng còn phải có biện pháp như thế nào đó. Chứ không phải nói như thầy là phụ trách về pháp lý. Đúng, chúng tôi không ai muốn đuổi ai đi hết, muốn giữ